Các đội tiếp tục chặn đua kỳ thú tại một hòn đảo nhỏ bé và xinh đẹp, nơi những ngọn núi nhô cao giữa không gian vô tận của trời và đất. Từ từ, từ từ. Nó đang đè vào chân em. Oh! Anh ơi! Không làm được đâu, đừng. Chúng! Các bạn là đội về đích cuối cùng trong chặng đua này. Và đây là chặng đua có đội bị loại. Bấm xem cuộc đua kỳ thú 2015 vào lúc 21:10 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.